em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng cô chú đến với kênh Tâm Sắc Đức Thắng cô chú. Em lên cái video cuối trong ngày cô chú ơi. Cái máy này là gom mới vừa dọn xong. Và nói chung là máy này nó dơ y bon như tụi em. Tình trạng lúc này là thứ nhất chưa bao giờ rửa. Thứ hai là nó nguyên si luôn cô chú ơi. Nhưng mà máy này hồi nãy là bên em có mở ra nắp cò, có vỗ cô chú. Có vỗ cò là do để lâu ngày nó đấy. Hơi nó bị thiếu á, là bên em có mở nắp cò dỗ hơi cô chú nhớ lưu ý ha. Còn ngoài ra thì em quay kỹ cho cô chú nhìn nè, à, bên trong hoàn toàn là bên em không có đụng chạm gì luôn á. Cái nước quá trời đẹp luôn mày, cái nước đẹp quá con trai. À, có mở nắp này nè, bên em có giờ mở nắp này ra mình dỗ cò ăn cô chú đó. Còn máy tình trạng là nó nguyên si, nguyên gin, nguyên dơ, đặc biệt rất dơ. Còn bên em đang máy này là máy chuỗi cô chú, cái này là EA7 Kubota EA7 có đề. Máy này ban ngày nếu mà mình rửa thì chắc có lẽ là nó không có bong chóc nước sơn cô chú, nó chỉ có dơ thôi. Anh chùi ra là nó không có bong chóc nước sơn đó. Tình trạng là máy nguyên thủy. Còn bộ EA này thì hồi nãy em hỏi gum là không có bộ EA, bởi em nghĩ là cái nguyên nhân này dẫn đến là mất hơi này. Nước thì mênh mông luôn, nước mênh mông cô chú ơi. Còn cái bô máy này thì nó thiết kế loại Kubota 7 là nó gì cô chú, nó quẹo qua bên vậy nè. Đó. Còn máy này bu ly gin thôi, máy nó còn máy có đề mà bên em chưa có thời gian test này cô chú, chỉ làm cho nổ rồi lên sóng cùng cô chú thôi, bị tối quá ai. 7 giờ để không có làm mất thời gian cô chú nha, em nhờ gum test hàng. Là gum nãy giờ dọn máy này nè, sao chưa, để cho gum nó quay cho em nó thấy cái thành quả của mình khi mà ấy. Dạ trời ơi, tiếu gõ vô mỏ chú coi như xong luôn rồi, con trai có giận chú gì nổi nghe. Gum nó quơ cái tay quay déo déo cô chú ơi. Chú vỗ vô con mỏ gãy răng rồi luôn, bây giờ người sao. Có giận gì nói nha, thông báo trước đừng lấy tay quay gõ vô mỏ nó gãy răng là nhìn chú xấu lắm rồi luôn. Dạ này còn im lắm. Dạ còn im lắm. Đây còn quay được luôn, đây còn xây được. Đây còn xây được hả? Sao nhìn gần nhìn con mụn nhiều quá vậy? Lúc này vợ thằng Gum nó không có quan tâm Gum cô nhìn chú ơi. Đàn thoại. À, là có con nhỏ để lo con không à. Mà lúc thường thường theo kinh nghiệm của em, mà lúc mà mới yêu ấy, hoặc là mới cưới á, đè để trên đùi rồi nặng mụn ha, tối nào cũng đè nặng mụn. À đó đúng rồi đó, bây giờ có con rồi tối này nó lo con nghĩ nặng phải không? Đúng rồi, mình thèm thì mình nặng nó thôi chứ nó không có nặng mình đâu. Làm đi quá nhiễm gom ơi, cái thành quả của con xứng đáng này chứ. Cái này vừa quay vừa đèn cô chú, dù như cô chú nào mà lớn tuổi hoặc là mình đặt mình kéo đi mua phát điện á, mình đẹp trong cái góc kẹt nào, đặc biệt là anh em xà lan nữa chạy mà kéo nước không đâu, là kéo phát điện rồi vô góc vô kẹt đó, thì những máy này rất là hay. Hoặc là mình để trên những cái máy mà chạy oxy trên xe tải là có góc đề nữa, rất là ok luôn. Rồi con nhóm ra lớn lên tí rồi nhìn khói. Cô chú cũng thông cảm cho mình nè, cô chú nhìn nó nguyên nghĩ luôn, bên đây có đụng chạm cái gì bên trong đây đúng không. Rồi con trai tắt đi cho đẹp. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn hen. Cái phần bên em kêu nói về phần bên em trước là bên em sẽ gắn đầy đủ bô e lại cho cô chú. Cái thứ hai sẽ làm cái chế là cái bàn ga cho cô chú mình lên ga ha, chứ không có để cái ga mà mình vừa bán về cô chú muốn mỗi lần quay thử là mắc mọi người cầm cái bên gì kỳ lắm cô chú. Bên em sẽ làm cái bàn ga, cái phần này là phần miễn phí nè, không có lấy tiền. Giá bán của máy này là tính cô chú là 7.8 cô chú, 7.8 em bao ship là cái máy EA7 có đề này, là con đầu tiên của video này. Và con
kế tiếp đó là con Kubota cũng e 7 chuỗi luôn, nhưng mà máy này mới quay chứ không có đèn cô chú. Mà những cái dòng máy này thì cô chú muốn quay muốn đề cũng được, rất là nhẹ quay. Còn máy này thì nãy là cháu nãy nhịn nó có rửa cho cô chú rồi, còn máy này thì chưa rửa. Còn tình trạng máy này thì nó nguyên thủy nữa cô chú, nguyên zin luôn đó. Cô chú nào có chốt là nhờ cô chú chụp cái hình lại giùm em nha, tại vì cái máy này em không có nhìn thấy số seri. Rồi em nhìn thấy rồi, số seri của nó là 500571 cô chú, thì 500571. Còn cái máy đó thì nó có đề thì em xin phép bỏ qua phần đó nha. Còn máy này thì gì đây, cho nên nó có đề. Máy này thì nó còn còn bu ly còn đầy đủ nè, AE7 đó. Máy thì nắp lắp nó hơi chốc nó sơn tím cô chú, bô lửa thì nó cũng vậy nè. Cái này nó thụi xuống, nó thụi ngay cái chân nó luôn, nó tự quýnh nó luôn. Cái này thì nó còn cái bô e. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Cái này nó cũng vậy nè cô chú, nguyên thủy hết. Cái video này cũng là video cuối ngày nên em xin phép quay ngắn ngắn tí xíu cô chú ơi. Nhớ vợ rồi cô chú ơi. Có gắn ống dầu. Thì dòng này nó có dầu đây nó chạy cái thao đó. Quá ok luôn con trai ơi. Trong bữa nay chú nhìn kỹ rung nó cũng đẹp trai đâu thua gì nhịn đâu ta, con đẹp trai lắm chú bộ ạ. À, chắc có lẽ là xài vợ xài hơi hao cô chú ơi, chứ trước rung nó mập hơn giờ, chắc nó đẻ dắt nước này giết muốn khô nước rồi, nhìn thấy khô khan quá về kêu nó đừng dắt nha, cũng vừa ngất nước lên để chú Thắng nói quá trời luôn. Quá tịch cô chú ơi, mấy dòng này cô chú bơm nước không đâu cô chú sử dụng gì là cô chú yên tâm. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là độ bền. Còn máy này nó là 7 ngựa cô chú, hồi nãy có cô chú nào bình luận là hỏi em là máy nào em nên nói rõ là nó mấy ngựa, thì nó E7 là nó 7 ngựa đó cô chú ơi, E7 là 7 ngựa. Rồi tắt đi con trai. Máy này thì miễn bàn luôn rồi, những cái dòng máy này nó rất là xịn sò, rất là ok luôn. Ngoại hình thì tia máy này nó không được đẹp không cô chú, nó vô dạng tầm trung thôi, không có đẹp nhưng mà xấu thì cũng không vô, không phải dạng xấu. Cách nước thì hơi móp nhẹ chỗ này cô chú, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Rồi em xin báo giá cô chú mình nha, cái máy này em tính cho cô chú là 7.400.000 em bao ship cô chú, 7.400.000 em bao ship. Còn cô chú nào mua tại chỗ thì em trừ lại 400 ha, còn 7.000.000. Rồi em cũng xin kết thúc video này tại đây cô chú ơi. Em cảm ơn anh em cũng như cô chú rất là nhiều ha. Kubota E7 vừa quay vừa đề là 7.800.000. Còn con này là quay không có đề là 7.400.000. Cả hai máy đều bao zin hết nha cô chú. Rồi chào tạm biệt cô chú. Chúc cô chú có một buổi tối thật là ngon nhất ha, cùng bên gia đình. Chào cô chú. Đặc biệt là nhớ ủng hộ em nhiều nhiều một chút. Đó là lời nói chân thành của em nghe cô chú. Chào cô chú.